Hello các bạn nha, hôm nay cũng tiếp tục cập nhật giá xe nè. Vào tháng 3, hôm nay có mặt tại hệ thống xe máy Hiếu Thành Phát chi nhánh Thuận An Bình Dương nha các bạn anh chị mình nè. Hôm nay cũng như là cùng với Kim Ngân. Kim Ngân nè. Kim Ngân xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Ngân sẽ giới thiệu cho các bạn tới các dòng xe nhập khẩu mà đang được giới trẻ rất là yêu thích ha. Đó là Sonic Sachi và Vario. Ngân sẽ mời các bạn cùng chiêm ngưỡng chiếc xe Vario đi ha. Cho anh hỏi là Vario trong cái tháng 3 này hình như anh nghe nói là giá cả nó lên rất là khủng luôn không em? Tại vì các bạn biết không, tại vì cái mẫu 160 phân khối á nó ra rồi, nên là hiện tại cái dòng xe này bên nhà máy người ta ngừng sản xuất, nên là dòng xe này nhập rất là khó hàng, sắp tới là nó sẽ khan hiếm hoặc không còn hàng nữa. Nên là các bạn đang yêu thích cái mẫu này á thì tranh thủ mình lên mua sớm. Ví dụ là các bạn mua tiền mặt nhưng mà chờ đủ tiền á thì mình có thể mua góp, mình trả trước chỉ cần 20% đổ lên là đã được nhận cả vẹn gốc rồi. Và chỉ cần nếu mà gói 20% á thì chỉ cần có chứng minh nè và bằng lái xe hoặc chứng minh hộ khẩu cộng với bảo hiểm y tế là chúng ta có thể làm được rồi ha. Còn ngoài ra nếu mà mình chỉ còn có chứng minh thôi thì vẫn được nhận cả vẹn gốc, nhưng mà mình trả được tầm 40% trở lên ha. Rồi 125 thì có giá nhiêu đâu? Hiện tại thì xe Vario 125 á hiện tại có giá là 47 triệu. 47 triệu là chưa có phí biển số nữa. Dạ, giá của Ngân báo là chưa tính phí đăng ký biển số ha. Các bạn ở tỉnh nào thì inbox vào số Zalo của Ngân là 0904134470. Ngân sẽ tư vấn cho các bạn ha. Rồi, ở đây là màu sơn 3D ha em? Dạ đúng rồi, màu này là màu sơn 3D màu xanh ngọc. Và cái cặp mâm này là mâm zin ha, mâm xanh. Mâm vàng này là của xe xanh zin lên luôn ha. Như con này thì các bạn mua không cần phải đổi màu cà vẹt, tại vì xe của nó màu zin là màu xanh đen luôn rồi. Và chúng ta chỉ lên cái màu sơn là màu xanh thôi ha. Rồi ok em, tiếp theo luôn em. Rồi, ở phía trong bên trong này á là xe 150 phân khối ha, màu xanh. Và được thêm màu xanh ngọc nhưng mà nó sáng hơn một chút. Và nó có thêm là cái mũ cam clip ha các bạn. Bên Ngân là cái mũ này là mũ đường thay luôn nha, chứ không phải là mũ sơn 3D đâu. Các bạn nếu mà mua xe của em thì liên hệ với em có hỗ trợ thêm gì không? Dạ có, liên hệ với em sẽ được tặng ngay 500 ngàn. Các bạn ở xa nha. Ok. Dạ đúng rồi. Thì cái mũ clip này á thì chúng ta cộng thêm 2 triệu. Và xe 150 phân khối màu 3D là 63 triệu. Cộng wow, dạ, 150 là tới 63 triệu. Dạ đúng rồi. Wow, các bạn ơi. Không có cao đâu các bạn, sắp tới là không còn xe luôn á. Thấy các bạn thấy không? Cái thời điểm mà clip á, xe clip nó mới nó cũng rất là thấp, nhưng mà khi mà khan hiếm á, cao. Đối với dòng Vario này chưa cao bằng clip đâu các bạn. Rồi. Ở phía trong là phiên bản 150 phân khối màu trắng cam, màu trắng là màu 3D nha. Nếu mà các bạn muốn lấy trắng nhám gì nó thì được luôn ha. Trắng nhám thì mình sẽ đổi từ con 125 qua cho các bạn á. Rồi, ở phía trong là 125 màu đỏ candy. Mẫu này là mẫu 3D nha. Thêm con này 125 á em. Dạ đúng rồi, mẫu này là 125. Về cơ bản thì cái dàn áo của 150 và 125 thì nó cũng giống nhau thôi, nên là các bạn yêu thích cái màu nào á thì cứ inbox cho Ngân, Ngân sẽ tư vấn cho các bạn ha. Rồi, ở phía trong là một con là màu cam đen. Màu này thì nó rất là nổi và trông rất là sang trọng. Ở dưới này là bên Ngân có độ mâm nha. Mâm này là mâm độ nha các bạn. Mâm 6 cây á, ngoài ra có thêm mâm 8 cây nữa. Và mâm có nhiều kiểu màu sắc nữa nha các bạn. Đấy, cái màu này gọi là màu xanh xi măng nè, xanh nó lật lợt em. Đúng rồi, màu xanh xi măng. Nó hơi lật lợt hen, nó lợt hơn. 150 phân khối nha các bạn. Đó, kiểu nó là mới rồi nè. Tại vì năm nay á thì theo cái xu hướng các bạn trẻ rất là thích cái màu xanh này. Nên là bên Ngân lên các màu xanh đa dạng màu xanh luôn để cho các bạn lựa chọn. Rồi, thêm một em nữa là màu em tím thủy chung ha. 150 phân khối. Thì cái mẫu này là mẫu 3D luôn nha các bạn. Ở phía trong là thêm một em xanh Movita. Mẫu này là mẫu xe 125 phân khối. Rồi, chúng ta cùng chiêm ngưỡng thêm một em màu vàng huyền thoại. Dường như là cái màu vàng này lúc nào cũng hot hết. Và mâm của nó là mâm trắng nha. Mâm này là mâm độ nha các bạn. Màu vàng mà kết hợp với mâm trắng thì trông nó rất là hài hòa và đẹp mắt đúng không? Màu vàng này giá nhiêu em? Con này thì màu 3D hiện tại là 63 triệu và chúng ta thêm cặp mâm là 2 triệu nữa nha. 150 em? Dạ đúng rồi. 150 là 63 triệu các bạn mình ơi. Là dạ, giá đó có phí màu sơn luôn rồi phải không? Dạ đúng rồi. Cái này là mình đã báo giá phí sơn rồi ha.
Rồi, giới thiệu tiếp sang con Sonet đi ha. Sonet xe nhập khẩu của Indo thì cái mẫu này là mẫu đỏ candy. Sonet thì hiện tại có giá là 52 cho tới 54 triệu tùy đường màu ha. Đối với cái màu 3D này là 54 triệu nha các bạn. Và chỉ có màu màu dép xinh á, phiên bản đặc biệt á là đồng giá với màu 3D. Còn lại là 52 triệu nha các bạn. Tiếp em, đây. Ở phía trong đi. Thì mình sẽ đi theo lần lượt theo các màu luôn ha. Mình sẽ giới thiệu Sonet Sachi, nó có thể là hơi lộn xộn một xí nha. Các bạn thông cảm ha. Rồi ở phía trong này là con Sachi. Sachi này là con Sachi màu hồng phấn. Mẫu này là mẫu 3D và được độ mâm nha các bạn. Sachi hiện tại thì nó cũng gần như là đồng giá với lại Sonet, là 52 cho tới 54 triệu 500 nha các bạn. Rồi Sonet màu trắng đen. Cái mẫu này thì nó mới trong năm 2022 này thôi ha. Màu trắng đen. Đó, màu trắng nguyên chiếc luôn. Dạ đúng rồi. Trông cũng khá đẹp ha. Đây. Dạ. Rồi thêm một em nữa là màu xanh. Màu xanh lục bảo và được kết hợp là mâm màu đỏ, mâm zin nha. Sonet đỏ đen, đỏ đen nhưng mà cái tem này là tem khác nha. Có logo và tem là tem khác nha. Rồi, ở phía trong nữa là một em da xanh và được lên mâm vàng. Đó. Màu thì giá cũng vậy em. Dạ đúng rồi, màu 3D thì nó đồng giá là 52 triệu. Rồi thêm một em màu xanh nè. Rồi các bạn nào có nhu cầu mà quan tâm mẫu xe nào thì cứ nhanh liên hệ cho em Kim Ngân nha. Em cho các bạn xem đi. Các bạn mà đang yêu thích cái xe mà ở trên showroom có sẵn á thì liên lạc vào số Zalo của Ngân 0981258900 hoặc là 0904134470 ha. Đặt lịch trước cho Ngân để được nhận quà ưu đãi và chi phí xăng xe đi lại. Bên Ngân thì có thu đổi lại xe cũ luôn nè. Và chỉ cần đủ 18 tuổi là chúng ta có thể mua được. Trong hộ khẩu nhà mình có người nợ xấu nhưng mà mình thì chưa có mua gốc gì, hoặc là mình đang gốc tốt, hoặc là mình đang gốc 2-3 ngân hàng gì đó nhưng mà mình đóng được, vẫn đóng tốt thì vẫn lên được bình thường ha. Bên Ngân vẫn hỗ trợ. Rồi mấy màu Sachi này là giá sao em? Có chênh lệch gì không em? Sachi thì màu 3D hiện tại 54 triệu 500. Sachi và Sonet thì chúng ta chỉ cần trả trước tầm 9 triệu trở lên là được ha. Sachi thì nó có thêm cái dòng chính hãng nữa. Chính hãng thì nó thấp hơn một chút. Giá của nó là 48 năm cho tới 50 triệu. Thì chúng ta trả góp cũng tầm khoảng 7 triệu thôi là được. Đó, ok các bạn mình ơi. Nói chung là rất là nhiều màu luôn nè. Thì trong cái video này không có cái màu mà các bạn mình cần tìm thì mình cứ liên hệ cho Kim Ngân nha. Đó. Bên Ngân có đặt màu sơn theo nhu cầu của khách hàng ha. Nên các bạn yêu thích cái màu sơn mà mình đã thích sẵn rồi đó, thì cứ inbox vào Zalo cho Ngân. Để Ngân xin đọc lại ha, là 0904134470. Ngân sẽ tư vấn kỹ cho các bạn ha. Và Ngân xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Ngân ha.